Nói đầu tiên á, thì cho Long xin gửi lời chào ha, và thân ái và những lời chúc tốt đẹp đến toàn thể anh em xem kênh và yêu mến kênh của Long ha. Thì để tiếp nối cái phần mà giải đáp thắc mắc của anh em về trong cách mà lai tạo ra con gà hay á, thì rất nhiều anh em cứ muốn giữ được cái dòng gà ha, và nói chung anh em phải hiểu như thế này, cái cách tạo ra dòng gà rồi cách giữ dòng gà thì nó chúng ta nên học của người Mỹ ha. Cái gì hay và cái gì dở thì mình nên lựa chọn cái hay để mình học, đúng không anh em? Thì để mình nói anh em vậy nè, hồi xưa á, nói chung á, những cái người mà lai tảo người ta cũng không có mang ra, người ta chia sẻ với mình nên mình không biết, đúng không? Và nói chung là trong cái bí quyết gà này đặc thù ở người Việt Nam mình á, còn giấu, nhưng mình vẫn có gặp những chú bác hồi xưa á, thì người ta chơi á, thì cũng có một số người ta đổ trùng huyết và cận huyết nha anh em, để người ta lưu giữ dòng gà của người ta, nhưng mà người ta sợ người khác có gà hay á, nên người ta hay nói là gà vậy nó không được. Nhưng mà cái gì cũng vậy, trong cái môn gà này chơi nè, mà để mình nói với anh em một cái câu mà rất là quan trọng luôn, là thực hành nó quan trọng hơn lý thuyết, đúng không? Anh em muốn làm cái gì anh em cứ bắt tay vào thực hành đó. Thì bây giờ mình nói với anh em nè, có trước đây mình đã có xem rất nhiều tài liệu của anh em nước ngoài, người ta chia sẻ ha, về cái cách của giữ dòng rồi của người Mỹ. Còn nó thẳng ra mà cách tạo dòng thì của những cái bậc tiền bối người ta đi trước rồi, chúng ta không có cái đủ cái khả năng đó rồi, còn anh em nào muốn tiến hành thì anh em cứ làm ha. Rồi, thì đầu đề thì mình nói vậy nha anh em, những anh em xem thì đừng có vội nói là mình nói lạc đề hay gì ha. Thì bây giờ là mình nói anh em nè, trước đây mình có cái xem mà không xem trên tài liệu nữa mà xem trên clip luôn, là của anh Tony Trần, ảnh có chia sẻ nó về cái phương pháp mà giữ dòng gà đó ha. Thì mình nói với anh em về một người mà cũng không kém phần nổi tiếng, đúng không, trong cái làng gà ha, nhập về Việt Nam mình chơi thì người ta chia sẻ thì không thể mà người ta chia sẻ bậy, đúng không? Ví dụ như người ta không muốn chia sẻ thì người ta đã không nói rồi, đúng không? Thì anh em có thể tìm cái clip đó anh em xem ha. Thì nói chung á, con gà Việt của chúng ta nó không có cái tính thuần anh em ha. Và người Mỹ thì người ta có những cái dòng gà thuần đó, nên người ta dùng nó, người ta giữ dòng nó tốt hơn ha. Còn Việt Nam chúng ta không có cái dòng thuần nên anh em giữ dòng nó khó ha. Thì mình cứ nói chung là bây giờ khó hay khăn hay là đúng sai gì á, anh em đừng có bận tâm vô, mà anh em quan trọng nhất là anh em bắt tay vào làm, anh em không? Cái môn chơi này nó là cái kinh nghiệm là từ thực tế, mà làm ra cái gì sản phẩm cũng phải từ thực tế, không dựa trên lời nói, đúng không? Mình nói với anh em vậy. Ví dụ như những cái mình chia sẻ với anh em á, thì nó là những cái mà mình học hỏi được trong quá trình mình chơi, không? Học từ sư kê này sư kê nọ, rồi nói chung là từ sách vở, là mình ban đầu là mình từ sách vở đó. Rồi mình học ra ha. Đó. Rồi mình học cũng từ sư kê này sư kê nọ trong dân gian thôi, rồi qua kinh nghiệm thực tiễn rồi mình chơi mình tích góp lại thôi. Còn nói chung nào giờ Long giữ dòng thì cũng chịu trên cái ưu thế lai thôi, chứ cũng chả có làm theo cái cách của người Mỹ. Nhưng mà sắp tới để Long làm thử coi nó như thế nào ha, rồi Long sẽ cho anh em cái kết quả. Thì mình nói với anh em ấy, bây giờ phương pháp đổ như thế nào thì chỉ có chúng ta là người làm thực hiện thì chúng ta mới biết đó. Rồi anh em có thể tìm clip của anh Tony Trần ở bên Mỹ đó, anh nói chuyện rất là nghe, rất là chiều mến, dễ nghe, lịch sự, đúng không? Đó, mình nói với em vậy thì anh đó, anh chân cái clip anh cũng nói mang tính chất là chia sẻ ha, và anh đã có từng làm rồi, anh em có thể tham khảo rồi làm theo này nọ hết.
chứ không có ra vẻ này nọ, anh em hiểu không? Một người người ta có, nói chung là người ta cũng có tiếng tăm trong cái giới gà ha, rồi người ta cũng buôn bán gà cũng nhiều, người ta cũng lai tạo, thì người ta chia sẻ thì mình có thể mình tham khảo rồi mình bắt tay vào mình làm, chỉ có bắt tay vào làm là chính xác anh em ha. Và anh cũng không có nói là cái dòng gà anh, những anh cái dòng gà anh sở hữu là hay nhất là vô địch nhất này nọ hết, anh em hiểu không? À, chả phải anh cũng chả nói là xịn sò hay gì hết, thì mình nói với anh em vậy, nhưng mà có rất nhiều anh em chơi dòng gà người ta thì cũng biết rồi. Không, mình ví dụ với anh em vậy thôi. Còn cái phương pháp lai tạo á thì rất nhiều tài liệu ha, và kể cả một cái người Mỹ ha, người ta phân cái người mà hiện tại là đang là giám khảo rồi cũng là một nhà lai tạo, thì người ta dựa phân tích thì người ta vẫn nói tức là phải dựa trên cái tính trạng ổn định của con gà, mà các cái tính trạng ổn định đó thì phải dựa trên cái dòng gà nó khi mà cái con nọc nó cho ra tính trạng ổn định ha. Và người ta sẽ có một cái số cái kiểu mẫu để người ta dựa trên, tức là cái tính di truyền cao là dựa trên con gà mái, tính di truyền cao thì nó có cái kiểu hình như thế nào, con gà trống mà nó có cái tính di truyền cao thì nó sẽ có kiểu hình như thế nào, thì anh em cứ tham khảo trên cái đó ha mà chúng ta làm đó. Thì mình thì không có biết nói gì hơn, thì nói chung thì cái vấn đề đó mình nói với anh em vậy. Còn những kiến thức Long chia sẻ thì mình nói với anh em là khi sinh ra chúng ta chả ai mà có thể biết, đúng không? Đi đứng gì chúng ta cũng phải học, đúng không? Tiếng học kiến thức gì cũng vậy, chúng ta cũng phải học đó. Rồi mình nói với anh em như thế này, ví dụ như hồi xưa mình đi học lớp 11 vậy, lúc đó là học bốc phương trình bậc 2, đúng không? Thì mình còn nhớ hoài đó là kỷ niệm. Thì cô giáo của mình á, là lúc đó thì mình được đưa lên lớp bồi dưỡng, lớp chuyên á, là để chuyên học, để luyện ra cái lớp mà, tại vì hồi đó mình học trường dân lập Nguyễn Khuyến anh em, thì nó có một cái lớp chuyên ha, là để mà chuyên để đậu vào đại học. Nhưng mà mình thì mình đi lớp khác thì mình học mình không thích. Mình lớp mình thì có hai người nó được đưa đi là thằng bạn mình với lại con với mình ha. Thì mình không thích đi. Không, mình nó lộn cái lớp phó học tập với mình. Còn bạn mình nó cũng giỏi, nhưng mà nó có mấy cái môn khác nó không có được giỏi nên cô không cho lên. Xong á thì một buổi chiều đó mình học thì cái lớp mình là lớp bồi dưỡng thêm kiến thức chứ không có học thêm, là lớp mà luyện chuyên sâu. Thì cô giáo của mình á, cô mới giáo chủ nhiệm mình á, là cô ở trên cái lớp, cô là chủ nhiệm của lớp mình, nhưng mà cô lại là đứng dậy bồi dưỡng đặc biệt. Thì cô rút mình đi rồi mình không đi, mà thì cô mới đưa một cái bài ha, bài giải bất phương trình đó, thì mình nhớ là như là bi trên 8 hay gì đó, mình cũng lâu rồi mình cũng không có nhớ chính xác. Thì cô mới kêu là giải, bây giờ trong lớp này em nào giải á được á thì cô bao cả lớp một chọc chè. Thì mình mới vừa cô vừa nói xong đề tài nó chắc không cô, cái cô nói chắc thì lên bao, nếu em nào giải được á thì cô sẽ đãi một chầu chè cho cả lớp. Thì mình chạy lên mình giải xong xuôi 1 phút 30 giây à, cái cô giáo mình mới ngạc nhiên đó. Rồi cứ 1-2 cô phải năn nỉ mình đưa lên lớp giải mà mình nói mình không đi. Thì xong rồi á, sau cái bữa đó thì cô cũng không có chung cái kèo cho lớp, mà mình cứ gặp cô là mình đòi đó. Mình cứ nhớ bài của Châu, cô dễ thương lắm, tướng người nhỏ nhắn. Xong rồi cái sau này cái mình cũng có mấy đứa bạn ở trên lớp trên đó, lớp đó là lúc đó của mình lớp là lớp A7, còn lớp B7 chứ, đúng rồi, B7. Còn lớp ở trên là lớp B1. Đúng rồi.
cái tại 11 thì lớp B, 12 mới lên lớp A. Đó, là xong rồi cái mấy thằng đó nói trời bài này bữa cô giáo cô đưa cái bài này giải, giờ có đứa nào giải, là nó cô đố rồi ấy, mà đưa cho mọi người giải rồi tự giải ha, rồi về ai giải được giải mà lớp trên giải không được. Cái mình cười cười nói này bữa cô đố trên lớp tao giải rồi xong cái gì đó, mình nói vậy này. Mày trong cái môn mà đi học á thì nó sẽ có những người này người kia ha. Hồi xưa mình học sinh học á thì mình nói anh em tại sao mình đam mê mình lai gà, nó là một cái phần chơi nhưng trong cuộc chơi, nhưng mà cũng là cái yêu thích của mình. Mình từ bỏ hết tất cả công việc ở Sài Gòn của mình để mình về đây mình đi chân lấm tay bùn ha, đi bốc cứt gà. Mình nói với anh em vậy mà cha mẹ mình từng nói mà, chả có thằng nào điên như mày á. Công ty mở ra làm ăn ngon lành, không làm cái bỏ bê rồi sang nhượng lại cho người ta xong xuôi rồi cái đi về với đó, đi làm đi mò sình ha, đi làm sình làm đất làm bùn bốc cứt gà đó. Nhưng mà mình tại vì mình thích đam mê anh em, mình đam mê trong cái chăn nuôi với cái lai tạo ha. Thì hồi đó mình học kiến thức sinh học rất là giỏi đó, thì thường á họ lớp 11 có các cái bài mà bài toán về sinh học đó, với lại là hầu như là giáo viên mình á, mình có ông thầy vui lắm, ông làm biếng lắm, ông dạy xong cái ông vô lớp ông ngồi không à, ông đi chơi ông kêu mình lên mình giảng bài cho các bạn đó. Thì mình nói với anh em vậy, thì hai cái câu chuyện vui để mình nói với anh em vậy. Trong cái môn chơi á thì nó cũng giống như trong cuộc sống của chúng ta thôi, đi học thì có người giỏi người dở ha. Thì mình không có nói mình giỏi gì trong cái môn chơi này, nhưng mà mình nói với anh em vậy á thì chúng ta đừng có bao giờ chúng ta dỗ ngược xưng tên là chúng ta đúng hay là chúng ta giỏi hay là gì hết, mà mình phải, ông bà mình có nói câu một khiêm tốn bằng bốn tự kiêu ha. Và có những cái mà trong cái giới hạn mà chúng ta không biết mà người khác biết, và nên mình á mình hiểu được cái điều đó nên mình luôn luôn lắng nghe và những chia sẻ của những khác và luôn luôn học hỏi. Rồi mà mình muốn biết hay không á là mình phải bắt tay vô mình làm anh em ha, mình bắt tay vô mình thực hiện mình làm đó. Ví dụ như người ta nói là con gà đại giáp tốt thì mình tìm nó mình chơi, mình bỏ tiền ra mình chơi nhiều con như vậy và mình sẽ đúc kết lại có tốt như thực sự như lời nói hay không. Anh em hiểu vấn đề không? Đó. Thì trong cái môn lai tạo này cũng vậy nữa. Đó. Thì chúng ta nghe ha. Nói chung là mình cũng đọc rất nhiều tài liệu của những người mà ở Việt Nam, ở bên Mỹ, rồi người ta chia sẻ rồi phân tích từ các những cái nhà lai tạo của Mỹ, rồi mình cũng nghe từ miệng truyền của những anh em ta lai tạo. Thì mình nói với anh em vậy á, thì anh Tony Trần ha, thì anh cũng đã đọc đọc vấn đề vậy, thì các bạn cứ tham khảo đó, rồi các bạn bắt tay vào các bạn làm. Còn mình thì mình không dám làm nó thiệt, anh em con đường nó đi xa quá anh em ha. Mình cứ thực tế mình chơi đi, chứ còn để mà tạo ra mộng mơ mình tạo ra được cái dòng gà VIP rồi tạo ra dòng thuần hay giữ dòng thì mình không dám mơ, mà mình chơi trên cái thực tế. Ví dụ như ở cái bổn gà mái này của mình nó tốt đúng không, thì mình nói với anh em cái này là thực sự. Ví dụ như con gà mái đó là khung xương tốt, lông lá tốt, dẻ dặt, mỏng, nhỏ, tức là mỏng mỏng nhưng mà nó nhuyễn á nè, mỏng nhuyễn dày đó, cần là không dài và cũng không ngắn đúng không, liền là con gà đó. Rồi dãy di thì nó sáng láng một chút, thì mình đổ về kinh tế thì mình nói với anh em vậy, thì mình phải nên lựa những cái đó. Và mình nói anh em một điều rất là đơn giản, ví dụ như những anh em không chơi trường phái vẫy thì mình không có bàn cãi rồi ha, nhưng mà những người thích chơi bằng trường phái vẫy thì mình nói với em một câu đơn giản, con gà trống hay đúng không, là nó có vẫy tốt vẫy đẹp. Thì bây giờ anh em muốn dựa con gà mái để giống thì nó cũng, con gà mái hay thì nó phải có những cái đặc trưng giống như con gà trống chứ đúng không. Mình phân tích anh em một điều rất là đơn giản, anh em cứ suy nghĩ đi thì anh em làm, và mình để ý đó là mình để ý nó không phải riêng trên dòng gà mình, và những cái dòng gà khác, những cái con gà mái nó có những cái tướng như mà mình nói rồi dãy di này nọ hết, thì nó hay ra cho ra những con gà con tài.
Ví dụ như chúng ta không có biết lai về giữ dòng như người Mỹ, không biết cách tạo ra dòng thuần như người Mỹ, nhưng mà người Việt Nam của chúng ta nó có cái khác biệt là chơi về tướng mạo. Anh em hiểu chưa? Vẫy vi thì chúng ta làm. Còn anh em nào mà có được cái nguồn ren tốt của người Mỹ, mình nói với anh em vậy thì anh em mua được, thì vô tình anh em mua những cái dòng tốt, đó là dòng thuần của người ta, về anh em cứ kết hợp 3 máu, 4 máu, 5 máu gì đó chuẩn thì anh em chơi, em ra em chơi. Nhưng mà mình nói với anh em này nè, rồi trong lương tâm những anh em mà đổ gà bán ra ha, có phải những con gà giấy tốt anh em bán mắc không, những gà giấy xấu anh em bán rẻ tiền không? Đó, mình nói với anh em vậy. Rồi những con gà mà bo tốt luôn đó. Có những con mà giấy tốt mà bo thường mà anh em bán mắc, những con mà bo bo tốt nhảy xấu anh em bán rẻ là sao, đúng không? Rồi anh em nếu đặt trường hợp những anh em nó cầm đi chơi, anh em có lựa những con gà mà tốt thực sự không, hay anh em cầm những gà giấy xấu ra anh em đá bọc tiền lớn đó. Còn mà chúng ta trong cái lai tạo thì mình nói anh em như vậy là duyên may nha, đó. Đến với chúng ta thì chúng ta sẽ thành công. Còn anh em đừng có ai nói là tôi là công thức này của tôi đúng mà công thức kia của người kia là sai, cái đó là bậy, mình nói khẳng định là bậy đó. Và một con người thể hiện cái trí tuệ của chúng ta mà thể hiện bằng cách đó gọi là sự ngu ngốc, anh em hiểu không? Rồi anh em vỗ ngực xưng tên dòng của chúng ta, dòng tốt dòng xịn thôi, thì anh em chứng minh ở trên đấu trường đó, đấu trường Việt Nam, đấu trường Thơ Mo, đấu trường này nọ, đấu trường quốc tế, đúng không? Thì mình cứ chứng minh hết ra mà người ta thấy, người ta tới, người ta mua liền chứ gì, đó, có gì đâu, đúng không? Nói mình, anh em thấy không, bây giờ là những anh em nào mà biết mình trên kênh này có mua gà của mình rồi, nó ừ gà tôi vậy, ừ giờ gà nó thường thường thì con cũng, ví dụ mấy chú mua nó ừ con cũng la nó dòng vậy đó, rồi thì bo đá thì nó tốt đó, con thấy chơi ra cũng xài cửa tốt, nhưng mà giải vi nó thường, nó đẳng cấp thì nó chơi ở bình thường thì ok, giá thỏa thuận, ví dụ như 2 vít 3 vít vậy mình nói vậy ha, thì ok mình đưa ra cho anh em người ta chơi đó, mà người ta vẫn ăn bình thường đó. Rồi cái con gà nó tầm cao vậy, giống như nhiều anh em người ta hỏi mình gà giữ này nọ, nó giờ sao dám bán gà bao ăn chú, không không bán, anh này không dám bán, nhưng mà giờ em bán con gà 20-30 triệu đi vẫn thua, mình nói với người ta vậy á, nhưng mà giờ em bán con gà 1,5 triệu 2 triệu đi nó vẫn ăn nhiều cái đó, là chẳng qua là cái thời hên may của cái người chơi rồi, rồi cái chiến trường đó nó có khắc nghiệt hay không. Mình nói với anh em vậy, cái môn này á, mình nói ví dụ như giờ chia sẻ những cái đó, nói thì anh mình nói anh em là chơi giải vi, hay giờ anh em nói bổn giống, bổn giống cũng chỉ là niềm tin thôi anh em, anh em hiểu không? Bởi mình đã trước nay mình nói với anh em rồi, cái môn chơi này nó đi xa lắm, còn chúng ta thích thì chúng ta chơi thôi đó, đam mê thì chơi thôi đó. Như tôi bỏ công ăn việc làm ở thành phố mở công ty, tôi làm công ty cửa nhựa chứ lõi thép chứ đâu phải không, làm mặt bán lề sàn kính này nọ hết, mặt dựng đó, nhưng mà gì bỏ không làm nữa, sang lại cho bạn bè làm, rồi về đây đi nuôi gà tiện kiếm không bằng cái nghề nữa, nhưng mà thích. Cuộc sống mình á, mình nói đơn em đơn giản nè, trong cuộc sống của chúng ta ha, cái gì cho chúng ta niềm vui thì chúng ta làm, anh em hiểu vấn đề không? Đừng bàn cãi về đúng sai ha. Sống mà mình thấy, cảm thấy trong cuộc đời của ta, chúng ta ngắn ngủi, chúng ta thấy được cái gì vui ha, hạnh phúc cho bản thân chúng ta, và chúng ta khi chúng ta chết đi không bao giờ nuối tiếc, ok chúng ta hãy làm đó, mình nói với anh em vậy. Và anh em phải hiểu như vậy, bất cứ một công việc gì nếu anh em không có sự đam mê, anh em sẽ không bao giờ có sự thành công đột phá đó. Rồi bây giờ nói về giống, bây giờ tôi nói thẳng với anh em luôn, giống ai mà không đổ gà giống anh em đó. Nó sự thật, ai mà không đổ gà giống,
Rồi bây giờ cái giống này cũng ăn độ, giống kia cũng ăn độ, đá nhau thì phải có một con ăn. Rồi bây giờ cái giống đó nó thua giống mình, cũng mang ra cái chỗ kia nó đá giống kia nó ăn lại. Nhưng mà cái giống kia mà anh em mang tới đá giống mình thì mình thua lại, đó là cái quy luật. Anh em không? Quy luật của vạn vật là nguyên tắc rồi ha, nó là xây dòng. Thằng này ăn thằng kia nhưng thằng kia sẽ ăn ngược lại thằng này. Đó, người ta mới nói là hồi xưa ông bà nói là cha cái gì kỳ nhông là ông kỳ đà là ông tắc ké là mẹ kỳ nhông, nó xoay lại là đó là cái sự nguyên tắc của nó là cái dòng xoay ha. Thì mình nói với anh em vậy, bổn giống cũng chỉ là niềm tin của anh em thôi, dãy di cũng là niềm tin ha, màu mạng vẫn là niềm tin. Thì những cái đó nó cho cái chúng ta cái niềm tin thì chúng ta chơi chơi theo khả năng của chúng ta, thấy không? Chứ bây giờ trong cái môn đó chỉ tôi nói với anh em á ha, 30 chưa phải là Tết, đó là câu ai cũng biết rồi ha, gà bạc xuống hai lai ha, năm lai vẫn phản đó. Thì tôi nói với anh em á, thì khi nào mà chơi trong cái môn này mà anh em bỏ tiền như trong túi rồi chúng ta xách con gà chúng ta về chúng ta cười thì ăn nhậu với bạn bè là ok, chúng ta thành công. Lúc đó chúng ta nói là ok thành công. Còn những cái kia đều là niềm tin hết. Và chúng ta chọn niềm tin gì để chúng ta chơi? Ồ, anh em thích chọn niềm tin là bo nạp sổ này nọ ha. Hay đủ giật thịt lùa tốc độ gì đó, anh em cứ chọn niềm tin đó. Còn người kia người ta thích niềm tin đó. Bởi vậy nó mới tạo ra cái môn chơi ở Việt Nam. Nếu ai cũng chơi giống nhau thì nó tùng hết rồi, không có chơi được nữa. Anh hiểu không? Và mỗi người sẽ có một sở thích đó. Anh em hiểu rõ về vấn đề không? Và trong cái nguyên tắc lai tạo cũng vậy nữa, thì anh em có thể có cái quyền anh em lai như thế nào, anh em quyền tạo như thế nào, ok. Và quan trọng nhất là chúng ta chứng minh bằng cái sự thành công của chúng ta, cái dòng gà chúng ta trên chiến trường đó, đúng không? Rồi mình tóm lại như vậy anh em ha. Đó, thì anh em cứ suy nghĩ. Còn những cái gì chia sẻ thì đều phải, những cái gì chúng ta biết đều là chúng ta phải học và chúng ta hành đó. Học trên những người hướng dẫn chúng ta tiền bối đi trước ha, và chúng ta thực hành đó. Thì mình nói với anh em vậy. Còn có nhiều anh em rất là không tế nhị ha, nó thẳng là như vậy, vô comment mình nói này nọ. Nhưng mà cái những anh em nào comment đó, bước xuống dưới nhà tôi tiếp, không bao giờ tôi giấu mặt hay gì hết, cứ bước xuống nhà tôi, anh em comment nói tôi đạo rồi bản sao gì đúng không, tôi dắt anh em lên, những thằng đệ tử của tôi theo tôi 9-10 năm nay và những kiến thức tôi chia sẻ như thế này, anh em có thể quyền hỏi trên nó và nó công nhận cho anh em liền là có tôi có chỉ không. Và trong cuộc chơi tôi bước ra ngoài chơi vẫn tụi nó vẫn đi theo tôi đó, mà tôi cũng chả chơi lớn gì như những anh đại gia, tại vì tôi không có đủ điều kiện để tôi chơi như người ta. Nhưng mà cái kết quả trong cái cuộc chơi của tôi á, nó mang chiến thắng nhiều về hay là mang thất bại về nhiều, anh em có quyền hỏi người ta ha. Anh em cứ xuống nhà tôi, anh em uống cà phê, bia, ăn nhậu. Cà phê nhà tôi thì không thiếu, bia nhà tôi để đầy thùng, rượu bao la tiếp anh em, ok, chơi vui vẻ đúng không? Các bạn muốn biết gì về tôi, ok, cứ xuống này tôi tiếp ha. Xong rồi tôi sẽ rủ mấy thằng em, mấy thằng đệ, mấy thằng bạn gì đó của tôi ha. Rồi anh em có điều kiện ở nhà đây của tôi chơi vài bữa, tôi tiếp bao anh em ăn uống trọn gói ha. Tôi dắt anh em đi những cái người mà lớn tuổi biết tôi, trong cách của tôi khi ra tôi chơi ở ngoài chiến trường như thế nào, người ta sẽ nhận xét cho anh em đó ha. Và cái cách nhìn nhận gà của tôi như thế nào, rồi trong cuộc chơi đó như thế nào thì người ta sẽ nói cho anh em đó. Tôi đâu có cho tiền người ta đâu, tự người ta nói thật hay không là thật à, tại vì trong cuộc chơi người ta thấy đúng không. Chứ bây giờ anh em nói tôi vậy, nói tôi nọ, anh em đã biết gì về tôi đâu, đúng không? Mà anh em vội phán xét tôi vậy. Ở trong cái xã hội này chúng ta đều phải học hết anh em, để chúng ta hoàn thiện rồi con người chúng ta đều phải học đó. Nhưng mà cái trình độ của tôi là từ trong cái chiến trường thực tế, và từ những năm tháng tôi đi lặn lội, từ ở Sài Gòn mà tôi về cái xứ Bến Tre này nè, từ các cái vùng khác, Đồng Tháp, Long An này nọ, tôi mò tôi mua về tôi chơi rồi tôi tầm rồi tôi va vấp rồi này nọ, tôi mới mang ra được cái khối kiến thức như này để chia sẻ với anh em chơi ha. Thì ví dụ anh em không thích kênh tôi thì anh em có thể đi qua kênh khác anh em xem. Tôi luôn luôn mang tính chất là chia sẻ và học hỏi, luôn luôn tôn trọng mọi người,
Tôi chưa bao giờ tôi nói là tôi là thầy hay là cha là mẹ hay là đòi dạy anh em cái gì hết. Tôi chỉ mang tính chất là tôi chia sẻ mọi người cùng tham khảo và chơi. Thì anh em nên tôn trọng cái bản thân của tôi, nói thiệt. Tôi nghe những cái comment đó, tôi đọc lên là tôi rất là buồn. Đó. Nó thực sự là như vậy. Đó. Rồi anh em nói này nọ. Tôi nói thiệt sự luôn, tôi nói luôn nè, bây giờ kênh nào làm anh em cứ vào coi, thấy cái gì hay của người ta, anh em học hỏi, anh em bắt tay, anh em thực hành. Ok, làm đúng, anh em nói ừ người ta đúng, sai thì nói người ta sai. Đó. Mà chưa chắc khi anh em làm rồi, ừ cái đó nói người ta sai mà người ta làm vẫn đúng đó. Đó là cái chuyện đó tôi nói anh em rồi, trong cái phương pháp anh em đổ tạo, đổ lai tạo cái dòng gà nó còn cái hên may ha. Và cái hên may đó là nói theo Việt Nam, nhưng mà thực tế người Mỹ người ta phân tích đó là cái tính trạng ổn định của cái dòng gà nó đi ra. Đó. Rồi thân ái chào hả anh em nha, clip dài rồi, nói dài quá thì đưa lên nó cực quá. Ha. Rồi bữa khác mình sẽ nói chuyện tiếp.